cả nhà, chó của bà Nhi bị bệnh nè cả nhà ơi. Đó, mới đầu lấy thuốc ra chích vô cho nó uống thuốc. Không, lấy đi mà hưởng lợi, mới là yêu không, bị bệnh, bị gì. Mà tâm, do cái tâm mình á là khác. Chó này chó cưng của bao nhiêu mất lần rồi cả nhà, chuột lại được cực lắm đó mọi người. Còn ông lấy đi để dừng đưa dừng người ta là khác, nó có tâm ổng. Này nó bệnh gì á bao nhiêu? Nó bị mũ máy lạnh đó, giống như hắt hơi sâu mũi này không? Cái phổi nó bị yếu, giờ phải pha thuốc cho nó. Nó ít uống nước nữa, phải phải bơm nó hoài đó, nó cho nó uống nước nhiều vô luôn. Một công đôi chuyện mà nó bị vô sinh là coi nhiều. Em thẻo nó rồi hay sao rồi nó bị vô sinh? Nó lên đường. Cái trứng của nó bị ẩn vô bụng, nó không có tinh trùng. Tội nghiệp. Bởi hàng gì em nó ủa sao kỳ vậy, chưa có thiến mà sao không có trứng giá? Em đợi hoài mà không thấy hai hộp đâu hết trơn. Cái hôm qua đi khám nó chụp X quang rồi siêu âm rồi này kia, độ thử máu xét nghiệm nó đó, sẵn coi nó sao. Người ta nói nó bị vô sinh rồi mà giờ nó đang bệnh đâu có thiến được. Để cho nó khỏe khỏe xíu mà thiến. Bê đê đúng không? Hello, xin chào cả nhà của kênh Jesse. Ngoài con bị tắt vô con đổ xe đâu. Cái nợ của em. Cái nghiệp của em đó trời ơi. Cái gì đó? Tôi không qua đây này cả nha. Rồi giờ cho nó uống thuốc rồi. Bà Nhi đang cho chó tiêm vaccine nha cả nhà. Thôi ôi. Tiêm vaccine luôn hả? Ờ. Tiêm vaccine. Hào Nguyễn ơi, ra cái viên chi ủng hộ cho Bà Nhi nè. Hào Nguyễn ra đây vui chơi nè, số 15 Trần Hòa, phường 10, quận 5. Ghé qua đây luôn, rủ cả nhà mình ra luôn nha. Đi càng đông càng vui cả nhà ơi. Hello vòng cầu. Chào Bụi Nhi. Trời Bụi Nhi luôn nha. Ui ui á. Bụi Nhi chúc buổi tối mua may bán đắt nhé. Rồi cảm ơn cầu vòng nha. Bụi Nhi đang chích vaccine cho chó nha cả nhà. Phòng ngừa Covid rồi đàng hoàng hết rồi cả nhà ơi. Nó đi test Covid rồi. Hôm qua bắt đem đi test Covid luôn. Ủa chó mà cũng được test Covid luôn hả? Chó nha, cái gì test cũng được. Ai dữ vậy trời? Chó test Covid bằng nước mắt, nước mũi. Anh nghe nói test bằng lông. Test bằng nước mắt, nước mũi. Hôm qua chọn mũi nó với lại chọn cái cây bông y chang mình nha. Cái lấy nước mắt. Đâu cũng ship nha cả nhà, chuyển khoản đi rồi là Nhi ship cho cả nhà luôn. Ví dụ mà miền Tây á, thì ship 2-3 ngày tới, không biết ăn được không nha mọi người. Thì chuyển khoản thì là xin nó nha. Chuyển khoản của cái gì là bị sắp hơi bị tới bới luôn nha, chị giỡn luôn. Hello Tigemin. Ủa cái này bây giờ em cho nó uống thuốc rồi xong rồi có cần chích thuốc gì không? Hay là uống thuốc gì thôi? Ngày uống 2 lần. Tại bữa giờ nó chích cả tuần lễ rồi. Rồi bây giờ đâu nó cái số lượng ký của nó đó có 1,5 kg, đâu có chích nhiều được. Cả nhà ơi like và chia sẻ cái live stream đi cả nhà. Cho nên là bây like giờ và chia là sẻ không có chích nha. Bây giờ là uống thuốc. Uống thêm tuần nữa. Nhi kêu tên chế đây rồi. Hello Ruby Đặng. Hello chị. Chị Ruby Đặng. Cho nó uống nhiều, cho nó đi tiểu, cho nó mát người. Mát cái người nó không bị thận. Vòng nôi của Bội Nhi dễ thương là sao? Là sao Hoàng Viện Ninh Phạm ơi? Vòng nôi là cái gì nè? Vòng nôi là nồi vong á. Là cái gì cha? Cả nhà ơi, Bội Nhi đang chích vitamin C, còn gọi là vitamin cờ á cả nhà, cho con chó. Thì con chó... Thì từ lúc mà chích cho con chó, giờ con chó nó không có trứng giái nha cả nhà. Trời ơi. Hay quá. Rõ ràng luôn, chó đâu có trứng giái đâu. Nó bị vô sinh rồi. Nó bị vô sinh luôn. Hai trứng giái nó ẩn vô bụng. Nó giống như Bội Nhi luôn rồi. Tự nhiên tìm hóc môn cho nó cả nhà.
đang tiêm filter gì á, filler hóc môn gì á. Càng chị thấy con chó càng lúc càng đẹp ra, Bội Nhi cũng vậy, cả nhà. Tiếng nói của Bội Nhi dễ thương nè, trời ơi, Hoàng Tính Phạm khen tiếng của Bội Nhi dễ thương, mà nãy giờ em nói á, là càng giọng em á. Rồi. Rồi xong. Vui vẻ. Rồi. Quan trọng là nó có đi nổi không mà vui. Đó, đi lại thấy nó tươi tươi là biết rồi, khỏe rồi đó. Hậu Nguyễn kêu là vọng nói, ý là giọng nói á, giọng nói đúng không à, Hậu Nguyễn? Giọng nói bê đê quá rồi, lũ quân. Bao Nhi giờ em cởi đồ ra, Bao Nhi anh quay phim rồi cho nó đẹp, Bao Nhi hình ảnh lên. Like, like và chia sẻ đi, Bao Nhi có bất ngờ cho cả nhà. Đó, bất ngờ cho cả nhà. Like chia sẻ đi cả nhà ơi. Hello mọi người, like chia sẻ ủng hộ cho em đi, ra số 15 Trần Hòa, phường 10, quận 5 ăn cả viên chiên vui vẻ đi nè. Lẹ lên. Anh trai nào muốn nhậu cũng chơi gái thì qua đây, đó nhậu thì với Bội Nhi cùng chơi gái chơi cậu năm nha. Gái mới gà mới bên quán em, đào mới bao VIP luôn, tươi lắm. Trời ơi, nhà cũng có ông cậu tươi ơi là tươi luôn. Chơi hoài bao phê luôn, buồn chịu nha. Ông cậu em cao 1m8 nha quý vị. Bao tới bến luôn, bao tới công chuyện luôn nha cả nhà. Cao 1m8, gái mới lớn, hai trái chanh đang nổ luôn. Bộ chú chưa bự bằng em đâu, nhưng mà hai trái chanh ủ ủ rồi về tụi lắm. Ta ghê mặc đồ xô quá. Tại bữa nay sáng em đi công chuyện đó. Ai mà gọi nhỡ vậy? Đó, hàng vô, đơn hàng. Giá máy quậy phá. Đơn hàng về. Cả nhà 50% vui vẻ nha. Hello, Ninh Hàng Ngọc, Bội Nhi nghỉ bán với Du My. Đúng rồi, Du My bây giờ ở nhà đóng hàng cho Su nha, Hàng Ngọc. Anh Ninh Bội Nhi hôm nay mặc đồ dạng gì? Đúng rồi, Bội Nhi mặc có mảnh giải da thân nha cả nhà. Không có mặt quần luôn. Mình kêu Bội Nhi làm 100k cho hai anh quay phim giùm. À, mình Nhi ok, mình trả cho Nhi. Trời ơi, cảm ơn. Ok. Ai vậy tên gì? Đọc lên, lớn lên. Hoàng Tinh Phạm nha. Cảm ơn Hoàng Tinh Phạm. Hoàng Tinh Phạm dắt lầu luôn. Nói là sẽ trả cho Nhi 100k. Đó. Rồi, Nhi biết Hoàng Tinh Phạm không? Biết không, để làm 100.000 cái gì chuyện. Hoàng Tinh Phạm ơi, cho số tài khoản của Nhi nè, Hoàng Tinh Phạm chuyển qua nha. Làm gì? Có nghĩa là ủng hộ 100.000 cho hai anh YouTube hả? Rồi chuyển khoản cho em. Ok, chuyển khoản qua đi anh, chuyển khoản qua em, chuyển khoản qua anh Tâm gì cũng được. Ok nè, đọc số tài khoản lên luôn nè, đợi siêu nha cả nhà. Ghim cái tài khoản lên. Copy sẵn cái tài khoản đi, làm sẵn cái copy. Tài khoản là 9595777 nha cả nhà, 3 số 7. Chương trình là cái Zalo và số điện thoại bán hàng á. Trai nhắn tin quá trời luôn. Quá. Vô mảnh, vô gốc luôn. Mà không có trả lời. Sợ. Sợ mấy ảnh cua. Chỉ để làm việc bán hàng thôi. Nên coi đọc phụ em cái đi. Ok nha cả nhà, quận 1 cũng chốt đơn, quận 2 cũng chốt đơn, quận 3 cũng chốt đơn nha cả nhà. Ship nội thành thành phố Hồ Chí Minh, ngoại thành luôn nha cả nhà. Ghim bình luận thì nó phải nằm tuốt trên chứ. Hình như hồi sáng nó có cả nhà thấy số tài khoản chưa cả nhà ơi?
anh trai anh Phạm ơi, lần này em thấy số của Bội Nhi chưa nè? Nghe điện thoại reo luôn, đặt hàng, hàng tới, hàng tới. Bội Nhi ơi, alo, nhá nữa, nhá là bị giận gán chịu. Đó, Hoàng Đình Phạm ơi, chết đi đây, mới vừa bắt cái số của Bội Nhi vô đó. À, BIDV đó là số tài khoản của Bội Nhi tên Thái Hoàng Thiên Bảo đó, Hoàng Đình Phạm. Thấy gì? Thấy để bạn coi được hơn nè. Thank you.